Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cầm Tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 156: Thai nhi chết 1. Vân Khanh đem sách đóng lại, ngồi ở ghế trầm tư, Phượng Mâu hơi trầm xuống, sau đó liền đứng lên, đi ra ngoài. Thải Thanh thấy nàng vừa mới vào sân lại muốn đi ra ngoài, đuổi theo gọi, "Tiểu thư, nước tắm đã chuẩn bị xong người chưa tắm rửa lại muốn đi đâu tiến vào phòng sinh lại xảy ra chuyện như vậy giống như gặp phải điểm xui nhất định phải dùng nước lá gột rửa mới được không sao ta đi một lát thôi vân khanh khoát tay vẻ mặt trầm ngâm xuyên qua phòng ngoài đứng ở đó đợi một hồi liền nhìn thấy tiểu nha hoàn đưa đại phu ra cửa nàng liền tiến lên sau khi hành lễ với đại phu thăm dò hỏi làm phiền đại phu hôm nay vất vả rồi. Không sao, thầy thuốc là như thế, đại phu hôm nay nhìn thấy thứ không nên thấy, sớm đã có người cho hắn bạc, biết cái nào là không nên nói, chỉ là không biết vị đại tiểu thư này tới tìm hắn để làm gì. Vân Khanh cầm khăn ở trong tay, trên mặt hơi lộ ra nghi hoặc, ta ở học viện cũng có học chút y lý, kiến thức về y học, cho nên đối với y thuật có chút hiểu biết, hôm nay phương thuốc kia đại phu ngươi nghĩ sau khi uống xong, trừ việc khiến cho rong huyết, còn có tác dụng phụ nào khác hay không? Đại phu nhớ lại đơn thuốc vừa nãy, lắc đầu nói, nàng ta thay mấy vị thuốc trong đó mà thôi, xác nhận sẽ không có vấn đề gì. Chỉ biết như thế, Vân Khanh trong lòng kinh hãi, nàng lúc ấy ở trong viện bị việc Thủy Di Nương sửa phương thuốc làm mất tập trung. Tất cả mọi người đều nghĩ việc mẫu tử Tô Mi đều là bị Thủy Di Nương nhẫn tâm xuống tay gây nên mi sau khi rong huyết cũng liên quan đến việc thai nhi trong bụng hít thở không thông. Lúc đầu nàng cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì ngay từ đầu bà đỡ đã nói trước lấy cuốn rốn ra, nhưng khi trở lại trong viện, nàng vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng, cho đến khi thải thanh vô ý nói ra hai chữ có độc. Bình thường khi sản phụ rong huyết chắc sẽ không làm cho thai nhi lập tức tử vong, cho dù sản phụ tử vong, thai nhi cũng có thể thông qua phương pháp mổ bụng lấy ra. Thai nhi trong bụng Tommy đã muốn đủ tháng, mặc dù nàng ta rong huyết, chỉ cần thai nhi khỏe mạnh, như vậy nửa khắc sau sẽ không có vấn đề gì. Nhưng căn cứ lời của Trần Mẹ, Tommy sau khi uống xong thì thuốc tác dụng mãnh liệt, dẫn đến rong huyết mà chết, trước sau cộng lại không có tới một canh giờ, mà lúc thai nhi được bà đỡ lấy ra thì tim đã ngừng độc. Nàng nghi ngờ đứa bé trong bụng đã bị người ta động tay động chân. Trước đó tề đại phu cũng từng đến bắt mạch, Đều nói thai nhi trong bụng tô mi trừ việc có chút suy nhược, còn lại đều khỏe mạnh. Không đến mức cơ thể người mẹ một khi rong huyết, thai nhi liền lập tức tử vong. Vừa rồi nàng xem qua y thư, cũng đã nói rõ điểm này, nàng sợ chính mình học nghệ không tinh, vì thế đi ra xác nhận với đại phu, mới tin tưởng phán đoán của mình không có sai. Nội tâm như sóng chiều lên xuống, vân khanh sắc mặt trầm ổn thi lễ với đại phu nói ta đây liền không quấy rầy ngươi nữa. Đại phu chắp tay hoàn lễ, đi theo tiểu nha hoàn ra khỏi viện. Trở lại quy nhạn các, Vân Khanh cởi quần áo, ngâm mình trong nước, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại suy nghĩ xem mình có gì sơ sẩy bỏ sót chi tiết nào không, khó đoán là người xuống tay không chỉ có một, trừ Thủy Di Nương, còn có một người khác nữa. Chẳng lẽ chính là người bỏ tuyệt tử dược vào canh của phụ thân? Cái người hạ tuyệt tử dược có mục đích thực rõ ràng chính là muốn thẩm ra vô hậu. Nếu như thế, vậy việc Tô sinh sản hôm nay có một tay hắn can thiệp rồi. Hắn không cho phép thẩm phủ có con nối dòng ra đời. Tự nhiên cũng sẽ không cho phép đứa nhỏ trong bụng Tô đi ra. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi đem tất cả mọi người ở trong viện lúc ấy từng người tra xét. Thời điểm đó người ở chỗ này rất nhiều. Lão phu nhân, tạ thị, thẩm mậu thì chắc chắn sẽ không để người khác xuống tay với đứa nhỏ trong bụng tô Như vậy còn lại là những người đối với đứa nhỏ được sinh ra này sợ sẽ làm ảnh hưởng đến địa vị của mình. Thủy Di Nương nếu đã muốn hạ dược rong huyết, nàng ta không cần thiết dùng biện pháp khác mà trực tiếp đến kê đơn cho tô là được. Việc kê đơn như vậy chỉ vừa xảy ra, cho nên hiểm nghi về Thủy Di Nương được loại bỏ đầu tiên. Như vậy còn lại Bạch Di Nương cùng Thu Di Nương đứa nhỏ của Tommy một khi được sinh ra, Tommy tất nhiên sẽ được phong lên làm di nương, đối với hai người bọn họ có uy hiếp lớn nhất. Bạch di nương vẫn an phận thủ thường, không tranh không thường, không hề có câu oán hận, mà thu di nương tuy có chút tính toán, nhưng cũng không phải là loại to gan dám ra tay hại người, là có người nào khác, hay là trong hai người bọn họ có người ẩn mình kín đáo, làm cho những người khác hoàn toàn không phát hiện được. Vân Khanh chưa bao giờ nghĩ đến một thầm phủ hài hòa trong lòng nàng, lại cũng có nhiều chuyện bẩn thỉu như vậy, còn có những người trong bóng tối hạ độc thủ khiến người không thể tra ra, thì ra sau khi cẩn thận lưu ý mới biết được nàng kiếp trước đã sớm ở trong hang sói. Trong bể tắm hơi nước từ từ bay lên, nóng hầm hập đem cả phòng đều tràn đầy hơi nước mông lung, giống như việc đang suy nghĩ trong đầu, cũng là sương khói mông lung, nhìn không tới sau lưng chân tướng thật sự hai tay nàng ở trên không trung quơ vài cái, muốn đem hơi nước lượn lờ này vén lên, lại phát hiện như thế nào cũng không được, nhụt chí buông thỏng tay, hai tay vốc nước, ở trên mặt liên tục vỗ hai cái, để chính mình tỉnh táo lại. chương 157, Thai Nhi chết, hai Nếu hạ thủ, nhất định sẽ có sơ hở lưu lại, hôm nay nhất định có chỗ nào đó bị nàng bỏ qua, nàng ngẫm lại, chăm chú suy nghĩ một chút bên ngoài dần dần yên tĩnh trở lại, đêm tháng 10 đã được ví như là thu thâm lộ trọng, gần lạnh như sắp sang đông, Lưu Thúy ở bên ngoài đợi hồi lâu, thấy Vân Khanh trong phòng không có động tĩnh, liền nhỏ giọng kêu, tiểu thư. Đợi một hồi, không nghe thấy ai trả ơi, nàng lại kêu thêm một tiếng, vẫn không có tiếng hồi đáp, liền nóng nảy đứng lên, tiểu thư đã đi vào đó được hai nén hương thời gian rồi, cũng không có gọi người thêm nước. Phải chăng bị việc hôm nay hù dọa, sợ nàng sẽ có hành động khác thường ở bên trong bèn nóng này vội vàng đẩy cửa đi vào trong phòng tắm sương mù lượn lờ lưu thúy hô lớn tiểu thư tiểu thư vân khanh đang trầm tư đột nhiên nghe được tiếng gọi bên tai phục hồi tinh thần lại lưu thúy đã muốn vọt tới bên bồn tắm lấy tay nhúng xuống nước thấy nước đã lạnh rồi vội vàng cầm quần áo lại đây mở miệng nói tiểu thu của em a nước này đều lạnh rồi người ngồi ở bên trong cũng không thấy lạnh sao. Nếu không cẩn thận để nhiễm phong hàn, để phu nhân biết được, sẽ lo lắng lắm đấy. Vân Khanh bản thân cũng cảm thấy lạnh, nhưng vừa rồi do quá tập trung suy nghĩ, nên cũng không có cảm thấy, lúc này lại thật sự cảm giác được rồi. Vội vàng mặc xiêm y, cười nói, được rồi, việc nhỏ thế này đừng để cho phu nhân biết, bà hiện tại đang mang thai, lại trải qua chuyện ngày hôm nay, đã làm bà phiền não lắm rồi. Liêu Thúy đỡ nàng đi ra ngoài, để nàng bọc mình trong chăn ủ ấm trước, trừ đi hàn khí, lại nói, việc này nô tỳ tự nhiên biết, hôm nay nếu không phải nhờ tiểu thư người nhanh tay ném chiếc ghế kia. Dù sao lúc ấy nô tỳ đã sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nàng hướng ra bên ngoài hô một tiếng, kêu người bưng ấm trà nóng cùng điểm tâm đi lên. Một lát sau, bên ngoài tiến vào một nha hoàn bậc hai mặc cây áo màu xanh lá cây thiêu hoa cân dứng, áo ngoài màu trắng như áo của trung y váy dài màu xanh nhạt bưng một bình trà nóng vẻ mặt tươi cười đối với vân khanh nói nay khắp phủ đều đang nói tiểu thư ngài thông tuệ ngày hôm nay cơ chí phá được quỷ kế của thủy di nương vân khanh ngẩng đầu liếc nhìn nàng ta một cái đúng là người được đề bạt đi lên tuyết lan nàng ta nay đã được nuôi dưỡng đến sắc mặt hồng hào vô diễn thân hình quyến rũ của nàng ta một đôi mắt hoa đào ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn sống động như con cá đang tung tăng bơi lội trong dòng nước biếc không ngừng xoay xoay chẳng qua tuy rằng sắc mặt khá tốt nhưng đáy mắt đã có chút quầng thâm được rồi việc cần làm người đã làm xong chưa sao lại rảnh rỗi đi nghe ngóng những chuyện như vậy liêu thúy vừa nhìn thấy nàng ta liền thấy không thích từ việc lần trước tuyết lan đem xiêm y của vân khanh đâm một lỗ sau đó dựa vào cơ hội này để thăng chức nàng thấy tuyết lan sẽ không có ý tốt liêu thúy cũng là vì cuộc sống của gia đình mà đến cùng phi đan cũng có tình cảm không tệ mẹ của hai người đều ở quý phủ làm việc bao nhiêu đó giao tình khi biết được tuyết lan động tay động chân ở bàn giặt quần áo của phi đan trong lòng liền rất tức giận sau khi vân khanh để nàng nói cho phi đan biết quần áo giặt có vấn đề phi đan liền tra xét lại đêm ấy lưu thúy lưu lại trong phòng một chút trong lòng phi đan cũng có tính toán nàng ta là đại nha hoàn ở bên người lão phu nhân lâu như vậy tự nhiên sẽ không có chuyện không đi điều tra liền làm to việc việc này nếu ấm ý lên chính nàng ấy cũng sẽ không đẹp mặt gì chuyện đại nha hoàn lại làm khó dễ tiểu nha hoàn sẽ rất khó coi nhưng nếu ngay cả một tiểu nha hoàn cũng không xử lý được đây không phải là càng làm cho tiểu thư xem thường còn nữa nếu không phải tiểu thư ra ám hiệu cho lưu thúy dù cho không cần thể hiện mặt mũi nữa, nàng ta cũng có biện pháp để thu thập tuyết lan. Vốn nha hoàn bậc hai là người thường xuyên xuất hiện trước mặt chủ tử, nếu không tuyết lan cũng sẽ không dụng tâm như vậy, nhưng từ khi nàng ta thăng lên làm nha hoàn bậc hai, tuyết lan cũng phát hiện, mặc kệ nàng ta làm chuyện gì, đều cũng sẽ khó hơn so với người khác, nếu nàng ta đi lấy cây này cây nọ, người bên kia tất nhiên là ra sức khước từ, cũng phải kỳ kèo cỡ nửa canh giờ hoặc lâu hơn nữa mới lấy được. Lý do luôn đa dạng trồng chất, hơn nữa đúng lý hợp tình, không thể cãi lại, lúc trong phủ ngẫu nhiên phát thường cho này nọ. Nàng ta cũng chỉ lĩnh được một chút đồ, làm cho nàng ta cảm thấy có nghi ngờ có người đang khó dễ mình, tỷ như tạ thị mang thai. Khi thẩm mậu cho hạ nhân trong phủ đi lấy thêm một bộ quần áo, nàng ta lấy ra bộ đó mới đầu thì không có vấn đề. Qua vài ngày sau, có sợi chỉ sẽ có thể vô duyên vô cớ mà đứt, cổ áo hoa văn lúc giặt cũng bắt đầu tẩy màu, còn lúc ăn cơm phần của nàng ta thoạt nhìn cũng sẽ thấy thiếu một chút. Đủ loại chuyện mà nếu nói tiếp sẽ thành lớn chuyện, kỳ thật cũng không tính chuyện là lớn gì, nhưng nếu không tính là chuyện lớn, nàng ta sao có thể xui xẻo mà bị đãi ngộ như vậy, cảm thấy trong lòng bị đè nén, muốn bẩm báo với Vân Khanh, lại cảm thấy mình là người mới được đề bạt. Còn chưa làm được mấy tháng nha hoàn bậc hai ở trước mặt chủ tử cáo trạng sẽ làm chủ tử cảm thấy nàng ta vô năng, vì thế đành phải chịu đựng nghẹn một bụng hơn dỗi này. thường xuyên tức giận buổi tối ngủ không được, trái lo phải nghĩ có hay không có biện pháp nào tốt. ban ngày còn phải liều mạng tranh nhau cơ hội để thể hiện mình, cho nên mới có quầng thâm màu xanh dưới mí mắt. đương nhiên việc này hết thầy không cần phải nói, tất nhiên là từ miệng phi đan nói cho mọi người trong phủ từ lão nương đến huynh đệ tỉ muội những gia đình gia nhân này bình thường đều có thể có chút quan hệ thân thích. Tuyết Lan vừa vào phủ chưa tới một năm liền có thể làm nha hoàn bậc hai bên cạnh đại tiểu thư. Việc này vốn đã khiến cho người ta hâm mộ ghen tị, lại một phen lửa cháy đổ thêm dầu, hậu quả liền xuất hiện rồi. Về đầu trang, cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 158, Thai Nhi Chết, 3. Tuyết Lan cũng nhận ra rằng việc mình bí mật xuống tay với Phi Đan đã bị phát hiện. Nhưng nàng ta Thủy chung vẫn không ngờ Vân Khanh mới là người sớm nhất biết chuyện này. Nàng ta cho rằng, nếu Vân Khanh đã biết, nàng ta cũng sẽ không làm được vị trí nha hoàn bậc hai này rồi. Ngày sau, từ từ biểu hiện, nàng ta tin rằng dựa vào sự thông minh của mình, tiểu thư sẽ chú ý tới nàng ta thôi. Lúc này vừa bị Lưu Thúy nói như vậy, Tuyết Lan trên mặt liền lộ ra một chút ủy khuất. Nhìn Vân Khanh liếc mắt một cái, sau đó nói, "Nô tỳ đây không phải là vì để tiểu thư cao hứng mới nói thôi. Cũng không biết Lưu Thúy này, có làm gì cũng không thích nàng ta, nàng ta nịnh bợ thế nào cũng vô dụng, Lưu Thúy là người tiểu thư tín nhiệm nhất, nàng ta còn có thể không nịnh bợ sao?" Xem nàng ta làm ra bộ dáng kia, Lưu Thúy khẽ liếc mắt một cái nói, "Vì tiểu thư cao hứng cũng không cần bày ra bộ dáng kia. Mi cô nương mới vừa mất Lão phu nhân liền bị ốm, ngươi cười vui vẻ như vậy để những người khác nhìn thấy còn ra bộ dáng gì nữa, không biết còn tưởng rằng tiểu thư lúc này tâm tình đặc biệt tốt nữa đó." Lưu Thúy vừa có đạo lý nói ra một mạch, trực tiếp đem Tuyết Lan một câu cũng nói không nên lời, ấp úng nhìn Vân Khanh, thấy nàng tựa vào đầu giường lật sách, làm như không có nghe đến, chỉ có thể ngượng ngùng đi ra ngoài. Vân Khanh làm sao không có nghe? Nàng nghe rất rõ ràng, tính cách Lưu Thúy chính là như vậy, rất hoạt bát, cũng không hướng nội, không trong không ngoài vừa vặn thích hợp, thời điểm nên lanh lợi một chút cũng không sót, nói lên đạo lý cũng nghe rất thuyết phục, hiện tại đúng là không nên như vậy, lão phu nhân bị bệnh, Tuyết Lan vui vẻ là không đúng. Tiểu thư, người vừa rồi ngâm nước lâu như vậy, uống một ngụm trà đi. Lưu Thúy cầm hai cái gối đệm cho Vân Khanh tựa vào phía sau đọc sách, lại bưng một chung trà đến. Vân Khanh bưng lên uống lên một hớp, nhấp môi, đột nhiên nhớ tới, hỏi, Lưu Thúy, em có biết ngày hôm nay thuốc của Tô Mi là ai bưng cho nàng ấy uống? Lưu Thúy không biết nàng tại sao lại còn băn khoăn chuyện đó, đón chén trả nói, bưng thuốc cho Mi cô nương, không phải Trần Mẹ, thì chính là bà đỡ đốt, hoặc chính là Bích Vân, những người khác hẳn là sẽ không cố ý đi đón chén thuốc kia. Rốt cục nghĩ ra là có chỗ nào không đúng vân khanh đôi mắt sáng ngời nàng nhớ rõ lúc bà đỡ vừa mới vào đi ra thông báo cho lão phu nhân nghe là lúc nói thai nhi vẫn bình thường về sau khi tô mi rong huyết bà đỡ còn nói thai nhi đã chết ở trong bụng bởi vậy suy đoán có hai loại tình huống thứ nhất chính là thai nhi đã sớm chết nhưng lúc bà đỡ vừa mới vào giả thông báo sống chết của thai nhi nhưng cách làm này không lý trí làm bà đỡ các nàng chỉ cần đến trong phủ Tiền nhận được đã là không ít, nhưng giả báo sinh tử đối với các nàng mà nói là không có lợi gì, cho dù sau khi đỡ được thai nhi ra ngoài là cái thai chết, ngược lại bọn họ tránh không khỏi có liên quan trong đó. Thứ hai, chính là thai nhi lúc đầu xác thực không chết, nhưng một lúc sau, không biết như thế nào, thai nhi chết, cũng như vậy, người tiếp cận thai nhi, đầu tiên đáng để hoài nghi nhất là hai cái bà đỡ kia, chỉ có các nàng mới là người tiếp cận thai nhi nhiều nhất mặc kệ là hạ độc hay cái gì khác cũng đều rất thuận tay. Nghĩ đến đây, nàng lập tức từ trên giường ngồi thẳng lên, liều thúy cả kinh liền nói, tiểu thư, người chớ lộn xộn, chăn nếu rơi xuống, thật sự sẽ cảm lạnh. Vân Khanh lúc này làm sao còn nghĩ tới chuyện chăn rớt hay không, lúc Lưu Thúy chăm chú kéo cao chăn cho nàng, nàng mới ngẩng đầu lên nói, Lưu Thúy, em có huynh đệ là sa phu trong phù. Ân, nô tỳ có vị biểu huynh, đúng là xa phu trong phủ. Mặc dù không biết Vân Khanh muốn làm cái gì, Lưu Thúy vẫn đáp lời, không biết tiểu thư có chuyện gì. Vân Khanh quay đầu nhìn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, bên ngoài đã là một mảnh đen kịt, nàng đi ra ngoài rất không tiện, nhưng không biết sao, nàng nghĩ đến khả năng người xuống tay là bà đỡ, liền cảm thấy nhất thiết phải đem hai bà đỡ đều mời đến, chỉ có như vậy, nàng mới có thể hỏi ra tung tích người phía sau màn kia độc thủ tâm cơ thật sự là quá sâu nàng không thể buông tha mỗi một dấu vết ngọn đèn chiếu trong phòng sáng trưng vân khanh ngẩng đầu lên phân phó lưu thúy chuyện hôm nay ta cảm thấy có nhiều chỗ không đúng trừ thủy di nương ta hoài nghi còn có những người khác xuống tay nghe vậy lưu thúy cả kinh lập tức nhìn thoáng qua xung quanh đến bên ngoài quét một vòng gặp không có người ở ngoài phòng tiến vào đóng cửa cho kỹ mở to hai mắt nói tiểu thư người nói là sự thật ân bởi vì ở kiếp trước của nàng liều thúy vẫn trung thành như vậy cho nên vân khanh kiếp này có rất nhiều chuyện cũng không gạt nàng ấy đang ở nhà cao cửa rộng nếu là chỉ trông vào một mình bản thân nàng thật là rất khó hành sự nha hoàn trung thành là cần phải có liều thúy cũng ý thức được tầm quan trọng của sự việc nếu người xuống tay không chỉ có thủy di nương Vậy còn có một người tránh ở chỗ tối, nay phu nhân cũng mang thai, nếu không điều tra ra, người kia có thể hay không cũng sẽ đối phu nhân xuống tay, nàng ấy gật gật đầu, tiểu thư là muốn nô tỳ nhờ biểu huynh làm như thế nào. Nhà hắn cùng nhà em ở cách vách nhau, cả nhà đều là gia nhân trong phủ, cùng em từ nhỏ cảm tình rất tốt, người cũng thành thật, có thể tin được. Vân Khanh biết nàng ấy nói như thế, người nọ liền có thể tin tưởng vài phần trong thời gian nửa khắc này cũng không thể tìm người khác được liền nói em để hắn đánh xe đi đến chỗ ôn bà đỡ cùng lệ bà đỡ hôm nay vào phủ nói ngày hôm nay trong phủ phát hiện rớt một cái hà bao có hai thỏi bạc kêu các nàng đến nhìn xem có phải là của các nàng đánh rơi hay không tất nhiên không thể nói thẳng sự tình có cổ quái không nói như vậy nếu hai bà đỡ thật là người xuống tay như vậy sẽ bứt dây động rừng nói có túi bạc bị rơi bất quá là lợi dụng lòng tham tiền của bọn họ, tìm cớ đem các nàng kêu đến, đến lúc đó cũng tốt hơn. Lưu Thúy được lệnh, lập tức xoay người đi ra ngoài phân phó, thải thanh tiến vào hầu hạ, chính mình tìm lý do, liền mượn cơ hội đi ngoại viện tìm biểu huynh. Vân Khanh vẫn tựa vào đầu giường đọc sách, tâm tư đã có chút mơ hồ, chỉ hy vọng biểu huynh Lưu Thúy có thể sớm một chút đem hai bà đỡ rước về, có thể sớm một chút đem chân tướng vạch trần. Mặt trăng từ phía tây dần dần hiện lên đầu cành liễu, hai canh giờ lặng lẽ trôi qua, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, Lưu Thúy đi đến, nàng dương mắt nhìn thoáng qua Thải Thanh, hô: "Ngươi xem ngươi kìa, nước trà của tiểu thư đã lạnh cũng không biết đi châm thêm." Thải Thanh vừa rồi ở bên cạnh Thiêu Hoa nhất thời cũng quên mất, vội vàng đứng lên, nói: "Thiêu Hoa thêu đến nhập thần, liền quên nô tỳ đi châm bình mới đến." đợi Thải Thanh đi ra ngoài, Lưu Thúy đem cửa đóng kỹ, đi đến bên người Vân Khanh, lặng lẽ kể vào nàng bên tai nói một câu. Vân Khanh nhất thời kinh ngạc nhảy dựng, không dám tin ngừng đầu lên hỏi, em nói là sự thật. chương 159, chỉ còn đường chết, một. Sáng sớm, các bà quản sự tập trung ngay trong hậu viện, nghe bọn họ báo cáo những vấn đề trọng yếu xong, Vân Khanh hỏi thêm vài chỗ. Không có vấn đề gì liền cho lui. Trong nhà mỗi ngày việc cần phải làm đều không khác nhau lắm, xử lý như thói quen nhưng thật ra thoải mái hơn. Sau đó nàng liền thay một bộ xiêm y, gọi xe ngựa ở cửa phía sau hoa viên, mang theo Lưu Thúy cùng Thải Thanh chuẩn bị trên đường. Sáng sớm cuối thu, làn gió trong không khí lưu động trong lành hơi xe lạnh. Đang trên đường ra cửa, vừa rẽ qua khúc quẹo thì thấy Thủy Di nương lúc này cũng đang bị Vương Mama cùng một đám người dẫn đi ra bên ngoài có người của thủy gia hôm qua nhận được thông báo đang đợi. Trần mẹ đã thu xếp xong hành lý của mình, cầm khế ước bán thân, cũng theo đi ra. Lão phu nhân rốt cuộc vẫn niệm chút tình cảm thân thích, đuổi Bình Nhi và Phạm Nhi là hai nha hoàn đi theo Thủy Di Nương. Trải qua một đêm, vết thương trên mặt Thủy Di Nương đã được đại phu xử lý, lúc này bao một tầng băng gạc màu trắng, che đi phân nửa gương mặt thanh tú, thần sắc còn có chút ngơ ngẩn tựa hồ không thể tin được chuyện đang xảy ra. Cho đến khi vương mama đứng trước cửa lớn, nói, người trở về đi. Thủy di nương bắt đầu náo lên, sáng sớm tóc chưa trải xong, lúc nàng ta giống to, lại tán loạn rơi xuống. Ta không đi, ta không đi, ta là quý thiếp thầm gia nạp vào, các người không thể đối với ta như vậy, không thể đối với ta như vậy. Vương Mama đã sớm chuẩn bị kỹ càng, những người phía sau đã chuẩn bị tốt xông lên giữ chặt Thủy Di Nương đang điên cuồng. Thủy Di Nương thấy các nàng chạy tới, làm sao lại để cho các nàng giữ chặt mình rồi đuổi ra bên ngoài, liền quay đầu chạy. Không chạy được hai bước, chỉ nghe vịt một tiếng, Vân Khanh đứng xa xa, liền thấy hai bà tử đang vươn tay chụp hụt, vừa vặn ngã một cái đè trên người Thủy Di Nương, đem Thủy Di Nương ép ở phía dưới. Thủy Di Nương lộ ra nửa bên mặt trắng như tuyết chỉ cảm thấy bụng có một cổ quặn đau, kêu lên, ta bụng đau quá, bụng đau quá. Hai người kia hoảng sợ, nhanh giúp đem người đỡ dậy, Bình Nhi cùng Phạm Nhi liền tranh thủ giúp Thủy Di Nương đứng lên, lại thấy trên cái váy màu hồng cánh sen của nàng ta thấm đầy máu. Vương Mama vừa thấy vết máu kia, chỉ biết là có chuyện không tốt, nhưng nàng ta đã ở bên lão phu nhân nhiều năm, cũng là người sâu sắc, suy xét thấy Thủy Di Nương nay cũng không phải là người của thẩm gia, bà liền kêu người đưa Thủy Di Nương ra bên ngoài, quát, nhanh chút, Thủy Di Nương té ngã bị thương ở chân, xuất huyết, nhanh đưa đến y quán đi. Bên ngoài người của Thủy Gia không rõ chân tướng, nghe nói nữ nhi bị té, lại bị người của thẩm phủ diêu dắt, cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là vì sao, liền vội vàng mang người hướng y quán mà đi. Vương ma thế này mới nhẹ nhàng thở ra, biết Thủy Di Nương trong bụng 89 phần 10 là có đứa nhỏ, nhưng trải qua việc tối hôm qua bị nhốt tại xài phòng một đêm chịu lạnh, hơn nữa lại ép buộc như vậy, đứa nhỏ nhất định là giữ không được. Bà chỉ cảm thấy Thủy Di Nương thật là ngu ngốc, nếu là hôm nay biết điều về nhà, đến nhà lại phát hiện có thai, dựa vào bụng của mình, có lẽ còn có thể có hy vọng quay về thẩm gia. nay, đứa nhỏ này không có, cái gì đều không có rồi. Bà phân phó người nói múc nước đến, đem cửa lớn tẩy rửa sạch sẽ. Vân Khanh ở một bên nhìn, cũng biết cái té của Thủy Di Nương kia, không phải vô duyên vô cớ, thẩm phủ trước cửa lớn luôn có người quét tước, bình thường có vài miếng lá rụng đều lập tức quét sạch, đang êm đẹp làm sao có thể chợt té. Nàng chú ý tới Trần Mẹ trong tay vẫn mang theo một cái hồ lô, vừa rồi lúc Thủy Di Nương chạy tới, bà ta đã đem hồ lô để ở đằng trước, hồ lô kia chảy ra gì đó, tám phần chính là dầu. Nàng không biết trần mẹ lúc đầu đem theo dầu này là muốn làm cái gì, nhưng cú ngã lúc nãy cũng là vừa vặn đem hy vọng duy nhất của Thủy Di Nương đều ngã thành không. Tạ thị ở trong phòng nghe xong, cũng biết việc này nhất định là trần mẹ làm, hôm qua trong đáy mắt của trần mẹ ẩn chứa dục vọng báo thù mãnh liệt, chỉ sợ bà ta lúc đầu mang theo dầu, là muốn thiêu sống Thủy Di Nương, không nghĩ tới ngược lại làm cho Thủy Di Nương té ngã. Một lát sau, Giang Đại Đầu, bộ phòng của tạ thị liền tới nói, Thủy Di Nương trong bụng thật đã có mang, nhưng nay không còn, Thủy Di Nương sau khi biết chuyện, thiếu chút nữa phá tung toàn bộ y quán. Người của Thủy Gia cảm thấy thật bẽ mặt, trực tiếp đem khăn nhét miệng nàng ta, kéo trở về, lúc đó, chật vật tới cực điểm, lại nhìn không ra một chút nào là của bộ dáng xinh đẹp của Thủy Di Nương xưa kia nữa rồi tạ thị cũng nói không nên lời hai chữ đáng thương sau khi nghe kể đại khái liền sai người tiễn giang đại đầu ra ngoài lý ma ma may mắn nói may mắn trần mẹ lần hạ thủ này đem đứa bé trong bụng của nàng ta làm hư nếu không không chừng lão phu nhân lại nghĩ đến nàng ta trong bụng có tôn tử còn đón trở về nàng ta có thể dựa vào đứa nhỏ để đông sơn tái khởi cũng không biết chừng bà đối với cách làm trước kia của lão phu nhân luôn cảm thấy bất mãn tuy rằng chuyện thủy di nương xuống tay hại tô mi rất nghiêm trọng nhưng trong mắt lão phu nhân có cháu mới là quý giá nhất bà thương tâm cũng không phải thương tâm việc tô mi đã chết nàng ta vậy cũng là gieo gió gặt bão đi thủy di nương sau khi trở về xanh non lại bị hủy dung còn là một thiếp thất bị đuổi về chỉ sợ là không có đường sống tạ thị trong lòng cũng không vui sướng khi người gặp hòa chậm rãi nhắm hai mắt lại Vân Khanh đợi mọi người ở trước cửa tản đi xong, mới đi ra bước lên xe ngựa. Sa Phu kéo xe đi về phía thành Bắc, sáng sớm Dương Châu được bao phủ trong một mảnh mưa bụi sương mù, hơi nước khí trời, mờ mờ ảo ảo, có các mái hiên cao thấp chẳng chịt, ngẫu nhiên có căn gác cao phá tan sương mù, ngói đỏ tường trắng, hẻm nhỏ đá xanh, hoặc sâu hoặc cạn, hoặc xa hoặc gần, cùng bên bờ liễu rủ hình thành một bức tranh thủy mặc tuyệt mỹ. Nhưng dọc theo đường đi về Bắc Thành, Vân Khanh lại vô tâm thưởng thức cảnh đẹp, mà Thải Thanh cũng phát hiện, trong xe Vân Khanh cùng Lưu Thúy hai người thần sắc mặc dù cùng bình thường không có khác biệt gì mấy, nhưng toàn thân phát ra loại hơi thở lại làm cho nàng từng muốn mở miệng nhưng cũng không thể thốt ra lời. Hôm nay Vân Khanh đi ra dạo phố, là muốn tới tiệm thuốc mua mấy thang thuốc bổ rồi về thẩm phủ, đến nơi này, vào một tiệm bán son phấn ở thành Bắc lại phát hiện người chung quanh đều hướng một phương hướng khác mà đi. Bên cạnh có người đang nhỏ giọng nghị luận, thật sự là không biết có chuyện gì xảy ra, người mới đến không lâu là lệ bà đỡ kia, tối qua treo cổ tự sát, sáng nay có người đến tìm để nhờ đỡ đẻ, ai ngờ vừa đẩy cửa, liền nhìn thấy một đôi chân treo giữa không trung A. Về đầu trang, chương 160, chỉ còn đường chết, hai Thật sao, vậy cũng thật dọa người như thế nào lại thắt cổ chứ? Ai biết, a à, có lẽ là nhất thời luồn quẩn trong lòng, tóm lại đừng quản nhiều chuyện như vậy. Vân Khanh làm bộ cầm một hộp son nhưng tay hơi hơi run lên, tối hôm qua Lưu Thúy đến nói cho nàng chính là việc này, biểu huynh nàng ấy là lục từ lúc đến thành Bắc đón lệ bà đỡ, gõ cửa một hồi cũng không thấy có người đáp lại, liền cảm thấy có điểm kỳ quái, trèo tường đi vào nhìn thoáng qua, liền thấy trong phòng có một người treo cổ ở trần nhà vội vàng chờ mình đi ra, trước đến chỗ ôn bà đỡ xem qua, xác nhận bà ta vô sự, nhưng lại không có gọi bà ta cùng đi theo, mà là trước tiên nhanh chóng trở về báo cho Lưu Thúy biết. Vì thế, Vân Khanh còn cố ý hỏi Trần mẹ, lúc trước khi định mời bà đỡ là không có lệ bà đỡ, theo các người hầu trong phủ nói, ôn bà đỡ là sau này mới mời, bởi vì chỉ có một bà đỡ, ôn bà đỡ mới nói gần đây có một bà đỡ mới tới vì thế mọi người vì an toàn, lại đi thỉnh cái lệ bà đỡ kia. Lúc ấy tất cả mọi người nhìn thấy bà ta cùng đi với ôn bà đỡ, nghĩ đến hai người đều được gia nhân mời đến, chuyện Tô Mi sinh nở là việc tả thị chưa giao cho Vân Khanh quản lý, mà cho Trần Mẹ cùng Bích Vân, còn có Vương Ma đi trông non. Vân Khanh đối với Lưu Thúy nói vài câu, Lưu Thúy lại cùng Sa Phu nói nói mấy câu, Sa Phu kia đúng là biểu huynh của Lưu Thúy lục tử tướng mạo cũng đoan chính, mặt chữ quốc, giống mặt chữ điền, mà gọn hơn một tí, mày rậm mắt to, thoạt nhìn thực chính trực, hắn đem xe ngựa đánh sang một bên, sau đó tìm người qua đường đứng bên cạnh câu có không câu không tán gẫu. Vân Khanh tùy tiện chọn hai hộp son phấn, lưu thúy trả bạc, lại quay trở về xe ngựa, Thải Thanh trước đỡ Vân Khanh đi vào, sau đó lưu thúy mới theo vào. Thải Thanh mới vừa rồi cũng nghe những người đó bàn luận, mở to hai mắt nói, hình như hôm qua bà đỡ đẻ cho mi cô nương cũng họ lệ. Sẽ không khéo như vậy đi. Vân Khanh vẻ mặt trầm trọng, Lưu Thúy chừng mắt liếc thải thanh, mới nói tiếp, lệ bà đỡ này nghe người xung quanh nói, cũng là bốn năm tháng trước mới dọn đến, nghe nói nhi tử đã sớm chết, nữ nhi cũng gả đi xa, một mình bà ta ở nơi này, làm người ngược lại cũng không tệ, cùng hàng xóm quan hệ khá tốt, từng đỡ đẻ cho vài người, kỹ thuật đáng tin đêm qua hàng xóm cũng không nghe được thanh âm kỳ lạ gì, cho nên rốt cuộc sao lại thành như vậy cũng không biết, chỉ biết được sáng nay một gã nam tử có thê tử sắp sinh. Tới nhờ lệ bà đỡ, kết quả liền phát hiện bà ta đã ở trong phòng thắt cổ, lập tức đi báo quan, quan phủ đã cho người đem thi thể nâng đi rồi. Đem những tin tức này phân tích, Vân Khanh biết chuyện mình hoài nghi tám chín phần là không sai, thai chết và Tommy cùng lệ bà đỡ này có quan hệ mà bà ta một cái bà đỡ nhất định là sẽ không thể ra tay với Tô được. Phía sau nhất định có người sai khiến, mà người chủ mưu cũng là tâm ngoan thủ lạt, mặc kệ dùng biện pháp gì để buộc lệ bà đỡ thắt cổ, hay là người tự tìm cái chết. Tóm lại chính là không muốn Vân Khanh đi tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện ra người chủ mưu này. Vốn tưởng rằng phát hiện việc bà đỡ bất thường, có thể truy ra nguồn gốc kẻ chủ mưu, ai ngờ sự tình lại biến thành như vậy, một đầu mối cứ như vậy bị chặt đứt. Vân Khanh trong lòng nảy sinh một cảm giác phiền toái, nàng xốp rèm cửa sổ lên, dựa vào bên cạnh cửa sổ, cách tấm màn yên lụa mỏng trong suốt kia nhìn ra bên ngoài. Người này mục đích gì? Là khiến cho thẩm phủ không có con nối dòng sao? Hắn lo nghĩ như vậy là vì cái gì? Nếu là để thẩm phủ không có con nối dòng, được lợi lớn nhất là ai? Nàng không khỏi nhớ tới ngày cuối cùng của kiếp trước, ngôn ngữ của vi ngưng tử ở nàng bên tay âm lãnh ác độc, nếu không phải tứ hoàng từ cho người cha xét thẩm phủ như vậy tài sản thẩm gia cuối cùng sẽ bị cảnh hữu thần đoạt đi người được lợi lớn nhất là nàng cùng vị hôn phu tương lai nhưng phu quân nàng còn chưa định như vậy sẽ là ai chứ thẩm gia vô hậu đối với trong tộc có lợi ích lớn nhất chẳng lẽ là người trong tộc nghĩ đến đây vân khanh đáy lòng nhịn không được dùng mình một cái nếu đúng như nàng suy nghĩ người chủ mưu phía sau là người trong tộc sự tình như vậy vô cùng nguy hiểm trong phủ đến một hạ nhân cũng có thể ra tay hạ độc thù kể từ đó liên lụy thật sự quá lớn mục tiêu nhiều lắm khó có thể điều tra nàng cần phải dùng biện pháp gì đó làm cho người này hiện thân mới được tiểu thư phía trước là đến hiệu thuốc hồi xuân đường người muốn đi xuống xem một chút không thải thanh nhớ rõ mục đích ra ngoài của vân khanh hôm nay thấy nàng hai mắt mặc dù vẫn nhìn bên ngoài lại vô hồn không biết suy nghĩ bay đi phương nào, nhịn không được mở miệng hỏi. Bị kêu như vậy, suy nghĩ cũng đứt đoạn, Vân Khanh phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, Lưu Thúy kêu lục tử đem xe đánh lại bên cạnh cửa hàng, thải thanh nhảy xuống, sau đó đỡ Vân Khanh xuống xe ngựa. Vào hiệu thuốc bắc, lại phát hiện hôm nay hồi xuân đường kinh doanh không chỉ tốt, hơn nữa còn rất trùng hợp đi. Vào cửa hàng liền nhìn thấy một người mặc áo tứ hợp thiêu hoa văn như ý màu kim sa, mặc cái váy như nước thiêu hình vân đồng màu đỏ ánh chỉ vàng, bên hông treo một cặp ngọc bội màu ngọc bích, một đầu tóc đen búi kiểu hình phi thiên, trên búi tóc cây hoa châm hình hoa hồng đài sen, búi tóc hai bên cài rất nhiều hoa năm cánh, trên đầu đeo viên đá khảm ngọc xanh, trên tai là khuyên tai đôi nạm vàng triền ngọc, trên cổ tay là một vòng tay bằng vàng, toàn thân tạo hình phú quý khiến người nhìn đến hoa cả mắt. Liêu Thúy chừng mắt nhìn, lại nhìn vài lần, mới nhìn ra người này chính là người nửa năm trước đến Dương Châu, giả nhu nhược như hoa biểu tiểu thư, vì Ngưng Tử, nay vừa thấy nàng ta liền cảm thấy ánh mắt đều hoa lên, vừa xuất hiếu không lâu, nay lại trang điểm khiến người phải liếc nhìn a. À. Vân Khanh nhợt nhạt cười, không để ý lắm, vì Ngưng Tử vốn là người thích đẹp ở dưới sự dạy dỗ của tạ di người mà tựa hồ dù cho tướng công của mình chết cũng không bi ai, chỉ sợ nàng ta đối với phụ thân mình cũng không có bao nhiêu tình cảm. Một năm nay ở trong học đường, nàng ta vẫn ăn diện ngăn nắp đẹp đẽ, đáy mắt thường xuyên đối với các vị tiểu thư có bộ dáng xinh đẹp dạng dỡ này không ngừng hâm mộ, nay có cơ hội, còn không đem chính mình ăn vận cho hoa lệ, chẳng phải là lãng phí rồi sao? Các người bán như hoàng này có thật không? một thanh âm cao giòn truyền đến trong tay chỉ vào một trưởng quầy trong hiệu thuốc hồi xuân đường chất vấn nghe tiếng biết người người này đúng là trương huỳnh hôm nay suýt chốt không nhận ra đứng ở bên cạnh vi ngưng tử chính là nàng ấy vì nàng ấy ngày thường trang điểm cũng là thiên tiên lóa mắt mà hôm nay có vẻ mộc mạc hơn mặc áo trong màu xanh lam thêu hoa mẫu đơn có mấy lớp lận nên mình không miêu tả rõ được váy hình mặt ngựa in hình hoa sen sắc thái tươi đẹp nhìn là ưa thích trên đầu cũng chải búi tóc hình lưu vân, mang theo một cái đoàn châm màu xanh lá bằng ngọc bích, vẫn như trước chưa thướt tha xinh đẹp. Bộ dáng của nàng ấy vốn đã diễm lệ, khuôn mặt cũng dễ nhìn, hơn nữa toàn thân kia đều mang khí thế của đích nữ hầu phủ, tuy ăn mặc giản dị, nhưng ở trong tiệm cũng thấy nàng nổi bật hẳn. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn